Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là nhiều chuyện trong hàng ngày cuộc sống Mỹ nha Dĩ nhiên trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chủ đề mà không ai chia sẻ hết Đó là gì? Cali và Texas, bang nào đáng sống như hơn? Tại thường người ta hỏi là gì? Bang nào đáng sống nhất nước Mỹ? Xong rồi sau đó đưa một lọt quan điểm cá nhân là theo tôi là tiểu bang tôi là đáng sống nhất nước Mỹ Hai bang đó đáng sống nhất, nhất nước Mỹ Đồ này kia nhưng mà cái gì? Trước tiên á, ở tiểu bang Mỹ là chúng ta nên hiểu là gì? Có 50 bang 50 tiểu bang đều đáng sống hết Tại vì sao? Chúng ta đều là ở Mỹ Mà ở Mỹ Ở 50 bang cho dù mọi người có ở Bắc Cực như Alaska Hay ở vùng dùng Midwest như Wyoming, Montana gì đi nữa Thì mọi người cũng gì? Cũng đi xe hơi, cũng ở nhà Mỹ Phải không? cũng mở nhà cao cơ rộng cũng xài tiền đô đồ này kia tham nó cũng có khu shopping khu mua sắm khu giải trí ăn chơi ăn ngậu đồ này kia tầm lâm hết chỗ nào có gì chỗ đó có đó khác một cái là gì kích thước cái tiểu bang tiểu bang lớn tiểu bang nhỏ khác một cái nữa là gì quy mô dân số tiểu bang đông dân tiểu bang ít dân khác một cái nữa là cái gì tiểu bang đông việt nam á ví dụ như california texas hay là ở bên uh, mấy bang nào cho đồ được chẳng hạn florida đồ đó là nó đông quán xá kiểu Việt Nam, đông quán nhậu kiểu Việt Nam, đông quán cà phê kiểu Việt Nam. Thế thôi. Còn những tây ban như mà thí dụ trên mình hay thậm chí là những tây ban Midwest hay trên Alaska nó ít Việt Nam đi thì bù lại nó quán nước Mỹ, quán nhậu kiểu Mỹ, quán cà phê kiểu Mỹ. À, cái người nào mà nói Mỹ không có quán nhậu, quán cà phê là mọi người đừng có chơi với mấy người đó. Mấy người đó không có biết, không có bao giờ mà đi ra ngoài đường hết, họ không biết gì đâu. À, mấy quán nhậu kiểu Mỹ đó nó đầy hết bỏ tiền ra đi tự nhiên được nhậu đơn giản lắm. đó à, còn quán cà phê cái mỹ nó muốn quán cà phê kiểu nhỉ mà có mấy em uh, phục vụ luôn cũng có đó bỏ tiền ra rất đơn giản. đó à, chẳng qua là mấy em đó nói tiếng mỹ thôi ok. À, thành ra khi mà nói tới các tiểu bang nào mà đáng sống ở câu đó nó không có câu trả lời. nơi nào mà mọi người có tiền, có việc làm, có nhà, có gia đình tự tự nhiên nó đáng sống thôi đúng không đấy nhưng mà trong video này mình sẽ nói gì gì California với Texas bang nào đáng sống hơn? Wow tại vì thường là nếu mà mình nói cái kiểu này á chắc chắn 100% mình thường biết câu trả lời là gì nè có nhiều người hỏi sẽ trả lời gì nè trời ơi, tao một qua Mỹ đó nghe là tao ở Cali Cali mới là đáng sống nhất trời ơi, Cali nó có nhiều Việt Nam thời tiết đẹp nhất nước Mỹ vân à, vân nói vâng. à, chung vui đồ vân vân mấy cái người đó họ nói chuyện mà họ nói một mà họ không có biết mười luôn á không biết mười luôn á à. thứ nhất là họ nói chuyện cái đó là một là họ chưa qua mỹ hai là họ không? họ mới qua mỹ thứ ba nữa là gì họ chưa từng đặt chân qua california california trước tiên á là mọi nó là thế mà state income tax sẽ nghe nó 12 chấm mấy phần trăm thuộc hạng cao nhất nước mỹ luôn nếu mà mọi người đi làm là mọi người sẽ đóng thế được coi như là học gạch luôn á đó. đóng thế tiểu bang liên bang xong rồi đóng thế tiểu bang mười mấy phần trăm nếu mà như vậy mà cũng chưa nói gì giá nhà california thì ở mấy thành phố lớn á thì nó sáu bảy trăm ngàn trở lên bảy tám trăm ngàn căn căn nhà cũ nó cho qua được nhà mới nữa còn nếu mà dùng xa xôi hẻo lánh rồi đó thì nó cũng cỡ ba bốn trăm ngàn một căn nhưng mà gì lúc đó là mọi người đã ở những nơi xa xôi hẻo lánh rồi cách xa thành phố lớn 2-3 tiếng đồng hồ lái xe à, Mà lái xe đường cao tốc mà 2-3 tiếng đồng hồ tức là phải trên 100 mai Tức là mọi người đã cách thành phố lớn hơn 100 miles Nó rất là xa Ok Và Cái quan trọng nữa là gì à, Thành ra nếu mà như vậy cũng chưa đủ nữa đó Thì cái minimum wage của California hiện giờ nó cũng giống như là hai mươi mấy tiểu bang khác bao gồm cả tiểu bang của mình Tức là hiện giờ theo lộ trình á thì nó cỡ năm sau nó mới là 15 đồng một giờ còn hiện giờ nó chỉ có 14 đồng một giờ thôi tức là nó chang giống như là bên mình hay những tiêu nhiều tới bang khác đó oh, tức là giống như là bây giờ mọi người mà ở California thì mọi người phải làm một cùng một mức lương với những nơi khác ở trên nước Mỹ nhưng mà mọi người phải trả giá gấp đôi cho chi, cho chi phí sinh hoạt à, đóng thế thầy cũng đóng thế nhiều hơn à, vậy vậy mọi người nghĩ coi nó có đáng sống chưa Ok, nếu mà vẫn uh, trong trường hợp đó vẫn chưa đủ thuyết phục à, Thì câu còn lại là gì? Trời, ơi, California vui lắm, ok, nó có đủ thứ hết Excuse me Ở tiểu bang nào cũng có chỗ vui lắm hết á Vấn đề là mọi người có tiền để mà mọi người được vui lắm hay không thôi Thí dụ như mọi người muốn ăn nhà hàng Ok, bỏ tiền ra Ở Cali nó có quán gì? Thì tiểu bang khác nó cũng có quán gì vậy? Không? Thí dụ như mà cô chú anh chị trong trường hợp này thích ăn đồ ăn Việt Nam Đặc biệt là đồ ăn Việt Nam thôi Thì đâu phải chỉ có Cali mới có quán Việt Nam Đâu phải Cali chỉ có mới có Lý Lưu Sài Gòn đúng không? Ở bên Texas kìa, qua đường Bèo Lê kìa, thiếu cha gì quán, tha hồ luôn á Và dĩ nhiên Texas thì nó phải ghé ăn Cali rồi đúng không? Đó, đó là một trong những nguyên nhân mà mình, mà mình chọn Texas chứ mình không chọn California đơn giản vậy đó ngon không? còn nói về cách khác trời kali nó nghe nó giống như việt nam vậy đó à, thời tiết coi như là đẹp nhất nước mỹ à, thời tiết đẹp nhất nước mỹ nhưng mà với điều kiện phải ở đâu bên california mới được Thí uhm, dụ như mà ở miền Nam mà gần biển hay gì Thời tiết nó đẹp Ok chấp nhận Nhưng mà thí dụ như mà ở gần những cái khu vực mà trái gừng Năm nào mùa hè cũng là trái gừng hết Thì làm sao mà đẹp được đúng không Thứ ba nó là gì Quan trọng là mọi người những người nào mà họ nói cái câu mà tao ở ta Mỹ tao phải ở Cali Cali là đáng sống nhất nước Mỹ á thì họ phải xem lại cái cuộc sống của họ ở Cali như thế nào so với người dân ở những tiểu bang khác thí dụ như họ ở Cali mà họ ở nhà mướn ở nhà mobile home hay xe phòng vậy thì nó có còn đáng sống nữa ok cứ cho là còn đáng sống đi nhưng mà thực chất là gì mọi người nghĩ xem ở nhà mướn xe phòng hay ở mobile home thì làm sao mà so được với một người ở tiểu bang khác đi mặc dù giá nhà rẻ hơn gì nhưng mà cái nhà của người ta người ta có bác do người ta có nguyên một cái không gian của riêng người, người ta ok đúng không còn nói về mặt khác ví dụ như mà Cali nó có nhiều quán ăn việt nam đi à nhiều quán ăn việt nam đi nhưng mà nhưng mà đã nói rồi cái mức lương hồi à, nãy đó nó cũng chỉ y chang như những cái nơi khác mà giá cả thì nó cao hơn tức là gì họ không thể nào họ đi ăn thường xuyên giống như là một người dân ở tây ban khác được hết cái đó là cái điều chắc chắn vậy thì mọi người nghĩ xem nó có còn đáng sống nữa hay không nếu mà như vậy mà cũng chưa nữa đó ừ. thì cái gì à, nói gì cái vấn đề khác đáng sống là chúng ta phải nên hiểu đáng sống là như thế nào tức là một nơi mà mọi người làm một cái công việc bình thường một mức lương bình thường mà mọi người gì có nhà cửa xe cộ mặc dù trả góp gì cái đó không quan trọng ok nhưng mà gì mọi người có thể hưởng được ha à, mọi người có thể dẫn gia đình con cái của mọi người đi chơi mỗi năm một năm vài lần ok ăn uống nhà hàng ít ra cũng phải là một tháng một lần à, ok phải không nói chung là cuộc sống mọi người phải thoải mái thì đó mới là một cái nơi đáng sống còn thí dụ như mà ok nhưng mà hồi nãy giờ người ta nói ở cali đáng sống nhất tao phải ở cali hay ở cali là tao thấy là ngon nhất nhưng mà họ xe phòng hay họ ở, ở nhà hao xin hay ở mobile home gì đó ngon chạy chiếc xe cà tàn hay ok bao nhiêu hàng quán mà họ lâu lâu họ mới được ăn một lần hay là quanh năm suốt tháng gia đình không có được đi đâu chơi hết tại vì họ không có dư nhiều tiền vậy thì mọi người nghĩ xem có còn đáng sống nữa hay không? Ok Thôi video đã dài Xin chào tạm biệt mọi người nha Thank you, bye bye